cảm ơn quý vị khán thính giảm giữ làn sóng của đài sài gòn tv và sau đây là phần tin địa phương chú chó vô tình làm súng nổ giết chết chủ Văn phòng cảnh sát trưởng quận Hạt Summer, tiểu bang Kansas, cho biết một con chó đã dẫm lên khẩu súng trường làm đạn bắn vào lưng chủ khi người này đang ngồi trong xe bán tải. Nạn nhân là Joseph Austin Smith, 30 tuổi, qua đời vì vết thương do đạn bắn vào lưng trong chiếc xe bán tải ở Gouda Spring vào tháng, sáng ngày 25 tây tháng Giêng, CBS đưa tin. Theo cảnh sát, khi nhận được tin báo, họ lập tức đến hiện trường và tìm thấy Smith ở ghế hành khách phía trước xe. Thú nuôi của Smith ngồi ở ghế sau xe tải cùng với các dụng cụ săn bắn bao gồm một khẩu súng trường đã nạp đạn. Thảm kịch xảy ra khi con chó vô tình dẫm lên khẩu súng và khiến vũ khí phát nổ bắn vào nạn nhân. Cảnh sát vẫn đang điều tra, không rõ liệu có ai khác ở trong xe tải vào thời điểm vụ việc xảy ra hay không. Theo Business Insider, đây không phải là lần đầu tiên một con chó vô tình nổ súng, giết hoặc làm bị thương người trong xe. Vào năm 2019, một phụ nữ ở Oklahoma từng bị thú nuôi bắn vào đùi khi đang lái chiếc xe bán tải. Một ông ở Long Beach bị bắt vì chiếu tia laser công suất cao vào máy bay. Sở cảnh sát Long Beach với sự hỗ trợ của FBI đã bắt giữ một người đàn ông bị buộc tội chiếu tia laser với công suất cao vào nhiều máy bay sau cuộc truy lùng kéo dài gần một năm. Theo đài KTLA số 5, nhà chức trách cho biết ông Mark Alan Barker, 46 tuổi, ở Long Beach đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc trọng tội. Ông này bị buộc tội thường xuyên chiếu laser với công suất cao vào máy bay trực thăng của sở cảnh sát Long Beach cũng như là các hãng hàng không thương mại và máy bay tư nhân ở gần phi trường Long Beach. Tuần trước, cơ quan FBI và sở cảnh sát Long Beach đã tiến hành một cuộc giám sát và thấy ông này rời khỏi nhà rồi chiếu tia laser vào trực thăng của sở cảnh sát. Ông Baker sau đó đã bị bắt và đưa vào nhà tạm giam của thành phố Long Beach mà không được tại ngoại hầu tra. Các giới chức nói rằng ông này sẽ bị buộc một trọng tội đó là phóng tia laser vào một chiếc máy bay đang bay, cũng như vi phạm lệnh tạm tha, tức là Pro. Sở Cảnh sát Long Beach cho biết, việc chiếu tia laser vào máy bay ở trên không trung là một tội nghiêm trọng và nguy hiểm có thể dẫn đến các cáo buộc liên bang. Người trúng số độc đắc Powerball hơn 2 tỷ Mỹ Kim đang ở đâu? Sau hơn 2 tháng, hãng sổ số, số Powerball vẫn chưa công bố chủ nhân của tấm vé trúng giải độc đắc hơn 2,04 tỷ Mỹ Kim tại tiểu bang California. Người phát ngôn của cơ quan sổ số California Carolyn Baker cho biết, chiếc vé trúng giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ được bán ra tại Joe Service Center ở Altadena, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 24 km vào tháng 11 năm 2022. Người chủ của cơ sở trên, Joe Shahid Jr. đã nhận phần thưởng trị giá 1 triệu Mỹ Kim sau khi bán được tấm vé trúng giải độc đắc. Trả lời USA Today, bà Becker cho biết đây là phần thưởng lớn nhất một người bán vé số có thể nhận được. Bà Becker cho biết sổ số Powerball sẽ không tiết lộ ngay chiếc vé số trúng giải độc đắc được bán vì đây là một phần trong quá trình kiểm tra người thắng cuộc của giải thưởng này. Trả lời USA Today, bà Becker không xác nhận liệu người trúng giải độc đắc trị giá 2,04 tỷ Mỹ Kim đã liên lạc với giải sổ số Powerball hay chưa. Tuy nhiên, nhiên bà nhấn mạnh giải sổ số, số này sẽ không công bố chủ nhân của giải độc đắc cho đến khi tiến hành đầy đủ các bước kiểm tra để bảo đảm người nhận giải thưởng là chủ nhân của tấm vé số mà không phải mạo danh. Số tiền của giải thưởng độc đắc nếu không có người nhận trong thời gian quy định của sổ số, số Powerball sẽ được bổ sung vào ngân sách dành cho giáo dục của tiểu bang California. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin kính chào tạm biệt.